10 tính cách tưởng dại dột nhưng rất khôn ngoan. Bạn thân mến, cuộc đời này thông minh vượt trội quá cũng có cái không hay. Trong lịch sử có nhiều danh thần nổi tiếng với tài trí hơn người, nhưng cuối cùng cuộc đời tàn lụi chỉ vì quá giỏi giang và không biết tiết chế đi tài năng của mình. Trong khi những kẻ gian thần, ganh ghét lại chẳng bao giờ thiếu mưu đồ để vu oan giá họa. Người xưa như vậy, người nay cũng vậy. Có câu, giàu thì ghét, nghèo thì khinh, thông minh thì tìm cách tiêu diệt, chính là thế. Cổ nhân dạy, đại trí nhược ngu, hồ đồ lại hóa trí tuệ. Biết sai không nói, biết đúng cũng không lộ. Đó mới là người thông minh nhất, càng sống càng thuận lợi vì nhìn thấu mọi lẽ ở đời. Vì vậy để tránh họa diệt thân, nhiều người kể cả trong sử sách lẫn thời đại ngày nay đã sớm rời xa con đường danh vọng để tìm cho mình những giá trị sống bền vững và bình yên hơn. Sau đây là 10 tính cách của người tưởng dại dột nhưng hóa ra lại rất khôn. Chúng ta cần học tập để rèn luyện đức tính khiêm tốn, nhẫn nại và sâu xa hơn là tránh họa tiểu nhân hãm hại. 1. Thà chịu thiệt một chút còn hơn cái gì cũng tranh phần hơn. Làm người phải biết phân biệt thiệt hơn, cái gì chia sẻ hoặc cho đi được thì nên cho đi, không nhất thiết điều gì cũng phải dành về mình phần hơn. Người biết nhường nhịn, sẻ chia được mọi người yêu quý, tạo được nhiều phước báu, còn nếu cái gì cũng đòi về mình phải hơn thiên hạ thì dần dần cũng chẳng có ai chịu làm bằng hữu cả. Cuộc sống cũng dần trở nên hiu quạnh, cô độc. 2. Thà giả ngốc một chút, chứ đừng tự cho mình thông minh. Có câu, tri thức làm người ta khiêm tốn, ngu si làm người ta kiêu ngạo. Người càng thông tuệ thì lại càng lấy đức tính khiêm nhường làm trọng. Người càng thiếu hiểu biết lại thích thùng rỗng kêu to. Cũng có những người mới chỉ có chút thành tựu gọi là, hoặc vì lý do nào đó được nắm giữ một vị trí nho nhỏ đã vội vỗ ngực kêu ngạo tự đắc. Trên đời này, núi cao còn có núi cao hơn, người giỏi ắt có người giỏi hơn. Trong đại dương tri thức, những gì bạn biết chỉ là như giọt nước nhỏ mà thôi. Thay vì tự thỏa mãn, tự kiêu ngạo với chút vốn liếng của mình thì bạn phải học cách lắng nghe, tiếp thu thêm nhiều hơn nữa. Có đối mặt với những lời nhận xét phê bình gay gắt thì cũng phải nghiêm túc mà chấp nhận. Chỉ có người duy trì được thái độ khiêm tốn, lòng can đảm để tự nhận mình là người ngốc nghếch mới thực sự khôn ngoan. Đó chính là sự khôn ngoan ở tầm nhìn xa trông rộng. Sự khiêm tốn đó khiến nhiều người nể trọng, yêu mến và những kẻ tiểu nhân muốn hãm hại thì khó mà tìm ra sơ hở. 3. Thà giả nghèo chứ đừng khoe khoang giàu sang. Ngạn ngữ Nga có câu, nếu tự khoe khoang về cái gì, bạn sẽ thất bại về cái ấy. Dù là xưa kia hay hiện nay, những người sớm khoe khoang tài bảo và tự mãn vì sự giàu có của mình lại thường gặp phải tai ương dẫn đến tan gia bại sản. Nếu như tri thức còn là thứ vĩnh cửu thì tiền của lại là vật ngoài thân. Bây giờ đang nắm trong tay ta thật đấy, nhưng chỉ cần một tai nạn ngoài ý muốn ập đến thì liệu ta có giữ chặt được chúng nữa hay không? Quả thật, kẻ thực sự có tiền sẽ không chủ động thể hiện về sự giàu có của mình. Tỷ phú giàu nhất Hồng Kông Lý Gia Thành từng khuyên rằng, khi bạn còn nghèo, đừng chỉ rú rú ở nhà, hãy đi ra ngoài để gặp gỡ, tìm hiểu cơ hội cho mình. Khi giàu có rồi thì hãy làm ngược lại. Phải nhớ rằng, cuộc sống càng đơn giản thì càng thanh thản. Sự phô trương hay khoe khoang hào nhoáng thường kéo theo nhiều mầm mống tai họa, thu hút nhiều kẻ tiểu nhân, kẻ nham hiểm, thâm độc và ganh ghét bạn nhiều hơn. Nghệ thuật sống của người thực sự thông minh là học được cách nhường nhịn và khiêm tốn. Nên nhớ rằng, hoa có thơm, ắt tự tìm đến mà không cần quảng cáo dùm beng. 4. Thà bị lừa còn hơn không dám tin một lần. Một trong những người khổ sở nhất trên đời chính là người hay nghi ngờ. Cuộc đời này mà không có lấy một người để ta tin tưởng hoàn toàn, chẳng có lấy một giây phút nào được sống trong sự thanh thản, lúc nào cũng lo lắng phòng bị người khác đâm dao sau lưng thì liệu có bao giờ biết đến hạnh phúc? Có lúc bạn sẽ thất vọng vì đặt lòng tin không đúng chỗ. Dẫu thế, đừng bao giờ tỏ ra bi quan hay chán nản. Bất cứ lúc nào, bất kể điều gì có xảy ra, bạn hãy cứ trao tặng tấm lòng chân thành của mình. Trở ngại lớn nhất trong cuộc đời chính là nỗi lo sợ. Nếu bạn chỉ đắm chìm trong sự sợ hãi, sự bị phản bội, sợ bị lừa dối mà không mở lòng thì đồng thời bạn cũng đang đóng lại các cánh cửa cơ hội tốt đẹp phía trước.
Quan trọng là tiếp tục sống theo cách mà bản thân bạn cho là tốt và đúng nhất. Chúng ta có thể cảnh giác trước lòng người, nhưng không thể vì thế mà không dám tin tưởng bất cứ ai. Hãy tin con đường mà mình đã chọn, dù khó khăn thử thách có làm bạn vấp ngã liên tục. Hãy tin vào chính bản thân mình, dù có lúc cảm nhận của bản thân cũng đang đánh lừa lý trí. Thà chọn lựa đặt niềm tin vào người khác mà kê cao gối ngủ hàng đêm, còn hơn lúc nào cũng căng như dây đàn vì luôn trong tâm thế phòng bị. 5. Thà khỏe mạnh cũng không cần đến công danh lợi lộc. Nếu đặt hai thứ này lên bàn cân, chúng ta dễ dàng thấy được, dù không có công danh lợi lộc, bạn vẫn có thể sống tốt. Nhưng nếu không có sức khỏe, bạn đánh mất tất cả, chứ không chỉ là công danh lợi lộc. Do đó, sức khỏe mới là vốn liếng quan trọng nhất mà mỗi người phải trân trọng và ưu tiên hàng đầu. Thế nhưng nếu cho nhiều người lựa chọn, họ có thể sẽ chạy theo tiếng gọi của tiền bạc hơn là sức khỏe. Ấy thế mà có những người sẵn sàng bán đi sức khỏe của mình chỉ để đổi lấy tiền tài vật chất. Vậy đến khi tiêu hết sạch cả vốn liếng từ sức khỏe đến tiền, họ còn gì để đổi chác nữa đây? Người thông minh biết cách lựa chọn, cách sống ý nghĩa nhất. Biết mình muốn điều gì, biết thứ gì mới là quan trọng nhất để cân nhắc và lựa chọn chính xác. Và chắc chắn không có kẻ khôn ngoan nào chấp nhận đánh đổi sức khỏe để lấy bất cứ điều gì khác. 6. Thà là người bình thường cũng đừng mua danh bán tiếng. Thời nào cũng vậy, sẽ luôn có những kẻ ham danh tiếng, ham chức tước và những kẻ sẵn sàng mua quan bán chức. Âu cũng là quy luật có cung ắt có cầu. Thế nhưng người biết tính đường dài sẽ chẳng ham hố mua danh chuộc tiếng làm gì. Bản chất của việc mua danh tiếng chỉ là sự dối lừa, đem lại cho bạn thị phi và mệt mỏi. Lúc trước bạn vinh quang bao nhiêu thì sau khi sự thật bị phanh phui, bạn sẽ tủi hổ bấy nhiêu. Người ta có câu, thà bị ghét vì sống thật với chính mình, còn hơn giả tạo để kẻ khác coi thường. Do đó, thà bình thường và hạnh phúc với chính sự bình thường, an yên đó ngay từ đầu, còn hơn đợi đến ngày gieo gió gặt bão. 7. Thà rằng chịu thiệt còn hơn chiếm món lợi nhỏ. Người ta nhìn thấy món lợi trước mắt mà bất chấp tất cả thì tất nhiên sẽ chẳng có hậu vận tốt. Không biết kiềm chế trước cái lợi nhỏ thì rất dễ dàng đánh mất bản thân mình vì lòng tham. Cổ nhân dạy rằng, muốn mau thì không đạt, thấy lợi nhỏ thì việc lớn không thành. Làm việc mà cầu nhanh chóng thì sẽ không thành công, không đạt được mục tiêu. Người ham muốn cái lợi nhỏ thì sẽ không làm thành được sự nghiệp lớn. Đôi khi bạn gặp phải chuyện mà mang lại lợi ích cho bản thân mình thì dù chỉ là ít nhưng cũng đủ để làm bạn phân vân. Con người chúng ta không thể tránh khỏi được cám dỗ, chỉ thích hưởng lợi mà không muốn chịu thiệt dù chỉ một chút. Thế nhưng phải hiểu rằng, đôi khi có thiệt mới là phúc, có lợi lại thành họa. 8. Thà thua một cách vinh quang chứ đừng chỉ luôn thắng mãi. Câu này cũng tương tự như câu thành ngữ chết vinh còn hơn sống nhục mà ông cha ta truyền lại. Có những trận chiến bạn lựa chọn thua cuộc mới là được. Còn nếu cứ bám chấp hơn thiệt thì có thể bạn giành chiến thắng nhưng sẽ chẳng được ai nể phục. Chẳng hạn như bạn luôn cố gắng thắng mọi cuộc tranh cãi, nhưng bạn sẽ thua nhiều mối quan hệ. Ấn tượng của bạn trong mắt người khác sẽ là một kẻ hiếu thắng, thích ăn thua, sân si. Và thường những người mang tính cách này sẽ rất dễ dàng bị kích động suối quẩy, dẫn đến hay bị kẻ xấu lợi dụng cho chiêu trò núp bóng sau lưng mượn dao giết người. Đó chính là cái giá phải trả nếu bạn quá cố chấp vào chiến thắng. Trong cuộc sống, thắng và thua có thể trở nên vô nghĩa với rất nhiều điều. Người thông minh luôn biết đạo trung dung, buông bỏ và nhường nhịn khi cần thiết để cân bằng mọi mối quan hệ xung quanh. 9. Thà chịu vất vả chứ đừng ham lạc thú. Những người có chí tiến thủ trong xã hội đều luôn ý thức từ rất sớm rằng chỉ có sự rèn luyện gian khổ, bền bỉ và kiên cường mới giúp người ta trưởng thành, vững vàng trải qua mọi biến cố. Trái lại, ham muốn hưởng lạc trong một thời gian dài sẽ mài mòn ý chí, góc cạnh và sự đam mê của mỗi người. Bạn rất dễ đánh mất bản tính cũng như tâm linh của mình trong sự thoải mái. Thà rằng vất vả cần cù, chịu khó chịu khổ để tôi luyện cái chí, gìn giữ năng lực còn hơn. 10. Đừng toan tính khôn lỏi vì làm người không có ai là ngốc cả. Trên đời này không dễ nhận dạng bậc nhất là những kẻ khôn lỏi. Mới gặp thì có thể chưa biết nhưng ở cạnh nhau một thời gian tính khôn lỏi sẽ được bộc lộ rõ rệt và chẳng mấy chốc tiếng dữ sẽ đột ra. Không phải kẻ khác chẳng biết toan tính thiệt hơn của bạn, họ chỉ không thèm nói mà thôi. Do đó đừng tưởng ngoài đời ai cũng ngốc, chỉ có mình bạn là khôn. Thực ra những chiêu trò khôn lỏi vặt vãnh của bạn họ biết thừa
và thầm cười trong lòng với nhau, chứ không ai chỉ ra cho bạn thấy đó mới là điều đáng sợ nhất. Bạn thân mến, cuộc đời này ai khôn ai dại không phải cứ nhìn bên ngoài là biết. Có những người tưởng là thông minh nhưng cuộc đời lại không thuận lợi. Có kẻ tưởng là ngốc nhưng cuối cùng lại thủng thẳng mà sống, vô ưu vô lo. Vậy nên học cách ngốc đi một chút chẳng bao giờ là thừa. Hôm nay bạn chỉ thay đổi một thói quen, nhưng tương lai rất có thể sẽ gặt về một thành tựu lớn. Do đó, hãy suy ngẫm về 10 điều trên và học hỏi ngay những gì mà bạn cảm thấy cần thiết nhất để bắt đầu thay đổi ngay từ hôm nay. Chúc bạn sẽ luôn sáng suốt với lựa chọn của mình. Xin chào và hẹn gặp lại. Xin chào và hẹn gặp lại ở các video tiếp theo.